Okay, giờ học toán hôm nay cô sẽ dạy các em bài phép trừ phân số. Cô nhắc lại từ bài phép trừ phân số. Cô có ví dụ từ 5 phần 6 băng giấy màu lấy ra 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Hỏi còn lại bao nhiêu phần của băng giấy. Để giúp cho các em dễ dàng hình dung, cô sẽ thực hiện trên băng giấy màu. Cô có băng giấy màu đã chia thành 6 phần bằng nhau. Cô lấy 5 phần, tức là lấy 5 phần 6 băng giấy màu. Từ 5 phần 6 băng giấy màu này, cô lấy ra 3 phần để cắt chữ. Tức là cô lấy ra 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Từ 5 phần 6 băng giấy màu, lấy ra 3 phần 6 băng giấy để cắt chữ. Vậy hỏi, còn lại bao nhiêu phần của băng giấy màu hả các em? Nhìn hình thì chúng ta dễ dàng thấy. Còn lại 2 phần 6 băng giấy màu. Vừa rồi cô đã giúp cho các em có cái nhìn trực quan trên băng giấy màu. Còn bình thường, các em sẽ thực hiện như sau. Các em cùng quan sát. Ta phải thực hiện phép tính. Phân số 5 phần 6 trừ phân số 3 phần 6 cụ thể phân số 5 phần 6 trừ phân số 3 phần 6. Đây là hai phân số có cùng mẫu số. Khi trừ hai phân số này, chúng ta chỉ việc lấy tự số của phân số thứ nhất trừ cho tự số của phân số thứ hai. Và đồng thời chúng ta giữ nguyên mẫu số. Phân số 5 phần 6 trừ phân số 3 phần 6, chúng ta được kết quả là phân số 2 phần 6 cô lưu ý với các em khi cộng, trừ, nhân, chia hai phân số, các em phải đưa kết quả về phân số tối giản. Đối với phân số 2 phần 6 này chưa tối giản, nên cô sẽ rút gọn phân số này hoài nháp. Cô chia tử số và mẫu số cho 2, cô được phân số tối giản là phân số 1 phần 3. khi các em làm bài các em viết số cho rõ ràng chúng ta dùng thước và viết trì để gặp với phần dấu của phân số các em trình bày sạch đẹp từ bài giảng của cô thì chúng ta rút ra được ghi nhớ muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số để giúp cho các em khắc sâu hơn kiến thức của bài học ngày hôm nay cô xin nhắc lại một lần nữa muốn trừ hai phân số cùng mẫu số đầu tiên ta lấy tử số của phân số thứ nhất trừ cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số của nó Các em đã hiểu nội dung bài học của ngày hôm nay rồi, cô mời các em bước sang phần bài tập. Bài tập sách giáo khoa trang 129. Bài 1: Tính, các em vận dụng và làm cho cô câu A, câu B, câu C và câu D. Bài 2: Rút gọn rồi tính. Ở bài tập 2 này, chúng ta có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất đó là rút gọn. Yêu cầu thứ hai là tính. Cô sẽ hướng dẫn cho các em ở câu A. Câu A, phân số 2/3 trừ phân số 3/9. Các em nhìn thấy, phân số 2/3 là phân số đã tối giản nên chúng ta sử dụng nguyên phân số này. Còn phân số 3/9, chúng ta sẽ rút gọn cho cho 3 để có phân số mới cùng mẫu số với phân số 2/3 rồi chúng ta sẽ sẽ tính cô vừa hướng dẫn cho các em câu a các em hãy vận dụng và làm cho cô câu b cô chúc các em làm bài thật tốt cô chào tạm biệt các em